Em làm nghề bán máy lạnh. Có bận rộn lắm không? Em có như có người nhân viên phụ không? Dạ có chị, nó cũng tương đối là tốn nhiều thời gian trong công việc. Có mấy người phụ? 70-80 người. Ở bán máy lạnh nhưng mà 70-80 người, trời ơi ghê. Hạt nêm Aci ngon mới, đậm đà từ vị đầu, ngon lâu đến hậu vị. Aci ngon, vị ngon nhân đôi. Xin chào quý vị, và bây giờ thì bà Mai đã ngồi vào vị trí của mình rồi. Chiếc ghế này ghê lắm, chiếc ghế này ngồi đây là mai mối cặp nào là dính cặp nấy đó quý vị ạ. Và hôm nay thì hai nửa trái tim của chúng ta có sáng đèn hay không? Hãy theo dõi câu chuyện nhé. Chàng trai đang hồi hộp chờ đợi rồi. Hello em. Chào chị Cát Tường. À, chào em, trời ơi, mặc dù bịt mặt mà tôi thấy cũng rất là đẹp trai nha. Có thể dự ăn chút xíu, ồ đợi chị chút xíu nha. Đợi nhé, đợi nhé. Dạ. Mời em gái, vô. Rồi, bước lên cái thềm nha. Được chưa? Ok, đẹp rồi. Mời bạn trai hãy mở mặt nạ của mình ra. Rồi, đẹp trai ha, được. Trai xinh gái đẹp. Rồi, xin mời hai bạn bắt đầu giới thiệu về bản thân của mình trước. Rồi mời em. Dạ, em là Thanh, Nguyễn Đức Thanh. Năm nay 28 tuổi. Em làm nghề bán máy lạnh. Em sinh sống tại thành phố Vũng Tàu. Chỗ bán hàng đó, cái tiệm bán đó là của em hay của gia đình hay là em đi làm cho người ta? Dạ, em bán cho em. À thì đó, thì người ta nói là chủ tiệm thì nói đại đi, trời ơi. Đi bán máy lạnh là tôi tưởng đâu là đi làm nhân viên bán máy lạnh nó khác. Còn ông chủ cái tiệm bán máy lạnh nó khác chứ. Dạ. Trời ơi, cái đó không phải là nổ, cái đó là có sao nói vậy người ơi. Rồi, mời em gái. Em tên là Thúy Vi, năm nay em 29 tuổi, em đến từ Quảng Ngãi. Và hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang công tác tại trung tâm y tế quận 3. Trung tâm y tế, làm về khâu nào? Em làm về công tác chuyên môn bên khoa an toàn thực phẩm. À, là lớn hơn bạn trai này 1 tuổi. Có vấn đề gì không? Nhỏ hơn nhưng mà chỉ cần chín chắn thì cũng được. Miễn là chín chắn được rồi, người ta ổn định sự nghiệp, ta làm ông chủ nhỏ nhỏ rồi đó. Nhìn bên ngoài là chị thấy hai bạn rất là xứng đôi. Đó, cái cảm giác đầu tiên là cái feeling của Tường là thấy là ok. Tùy hai bạn thôi nha. Có khi nào đi Vũng Tàu chơi không? Dạ có. Dạ hả? Thí dụ bây giờ như mình hẹn hò với nhau đi, thì bao lâu em sẽ thăm bạn nữ để mà đưa bạn ấy đi chơi để tìm hiểu nhau được một lần? Em thì em nghĩ là 1 tháng thì có thể là 1-2 lần. Hiện tại em bán là có bận rộn lắm không? Em có như có người nhân viên phụ không? Dạ có chị, nó cũng tương đối là tốn nhiều thời gian trong công việc. Có mấy người phụ? 70-80 người. 70-80 người hả? Dạ. Rồi bán máy lạnh nhưng mà 70-80 người, trời ông này ghê lắm. Bán này kim đi lắp đặt nữa nên là... À, bán kim đi lắp đặt luôn. Chà, mùa này bán đắt ha, mùa này nóng ha. Người ta mua máy lạnh nhiều à. Rồi, chúc ông chủ làm ăn khấm khá nha. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em đó là vui vẻ, hòa đồng, có trách nhiệm trong công việc. Còn điểm yếu của em thì em hơi khó tính. Khó là khó làm sao em? Ví dụ như nếu mà ai mà làm mà không có đúng ý em thì em hay thể hiện ra mặt á, mặt em mặt lạnh. Mặt lạnh, nhưng mà thẳng thắn vậy người ta biết mình giận, người ta sẽ xin lỗi mình hoặc năn nỉ mình hoặc làm vừa lòng mình. Cái đó thì em không thấy, em chỉ biết thấy người ta thấy em giận thì người ta cũng lơ đi. Không thấy cô giận đừng có lơ nha. Chịu khó lầm chút xíu đừng có lơ nha. Yeah. Con này có vẻ cũng hơi khó chịu đây, hơi khó chịu đây, không sao cả. À, đó là ưu khuyết điểm đó hả? Dạ. Có ưu điểm gì là vui vẻ hòa đồng? Chỉ là em có trách nhiệm trong công việc. Ví dụ như là cấp trên mà giao việc đó cho em thì em sẽ cố gắng hoàn thành. Ok. Còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh thì thành ra là của em nó nằm ở trong công việc thôi. Còn điểm yếu thì em hơi bị lầy lội. Kiểu như em đùa nó cũng rất là nhây. Cái thứ hai là nói chuyện cũng ít có duyên lắm nên là chị em hay khen là được cái vô duyên. Mà biết vậy mà vẫn cứ thích nhây. Vui mà chị. Đẹp là được cái vô duyên á phải không? Chắc vậy gì. Nói chứ chị chưa thấy gì vô duyên, nhiều khi em nói thôi bạn này có cái tính khiêm tốn. Cái tật xấu của em đó là hay quên, kiểu như công việc, cái việc này việc kia nó nhiều quá. Ví dụ như mình có hứa với bạn mình hôm nay sẽ đưa đi chơi hoặc là kiểu như vậy. Trời ơi, cô này cô hay giận lắm á. Em hứa với cổ mà em quên là chết luôn á. Em ưu tiên công việc nó nhiều hơn. Mà sau đó rồi có xin lỗi, có nào tìm tới, có bù đắp lại cho người ta không? Nếu bạn nó nhắc lại thì đắp gì, còn không thì thôi. Trời đất ơi. Rồi bây giờ muốn lấy vợ chưa? Dạ, cũng cái tuổi này em nghĩ là cũng hợp lý thôi chị. Muốn lấy vợ thì phải đầu tư vô một chút xíu. Giống như muốn làm ăn mà muốn có lời á thì phải đầu tư vô đúng không? Dạ. Thì trong tình yêu cũng vậy.
muốn có được hạnh phúc thì cũng phải có đầu tư, không có gì ngồi khơi khơi mà tự nhiên nó tới đâu nha cưng nha. Yeah. Đặc biệt là chăm sóc phụ nữ khó lắm, khó hơn chăm sóc khách hàng nữa. Sau khi mà em nghe ảnh cái tật xấu ảnh mà hay quên, mà quên hẹn hò với bạn gái luôn, em thấy sao? Quên thì em thấy là cũng hơi không được rồi. Em có thể sẵn sàng nhắc ảnh không? Vì ảnh lo sự nghiệp mà, cái tương lai cũng tốt cho hai đứa thôi. Ví dụ ảnh quên thì em nhắc ảnh được không? Dạ được. Được ha, mình không cần xét nét câu nệ mấy cái đó. Nhưng bạn gái nhắc thì mình phải nhớ cải thiện nha. Dạ. Em trải qua mấy mối tình rồi? 5 mối tình rồi chị. Mối tình nào mà sâu đậm nhất? Sâu đậm nhất là cái tình đầu của em cũng được 2 năm. 2 năm. Sâu đậm hơn, cái sâu đậm nhất nữa, em gọi là sâu đậm đặc biệt đấy. Là cái mối tình vừa đây khoảng gần 1 năm, cũng gây được 2 năm chị. Lý do tại sao chia tay? Thật ra em nghĩ là lý do là tại do em thôi. Em thiếu quan tâm đến cái cảm xúc của người con gái mình. Ngay mà lo công việc không rồi không có quan tâm đến bạn gái đúng không? Vậy thì mình phải rút kinh nghiệm cho lần sau. Yeah. Giống như nãy chị nói rồi, một cái mối tình mới mình cũng phải bỏ thời gian chăm chút thì nó mới phát triển được. Đàn ông thì có sự nghiệp là rất tốt. Yeah. Nhưng mà ăn thua mỗi thời điểm thì mỗi cái giá trị cuộc sống nó khác nhau. Khi mình ổn định cái sự nghiệp rồi, mình cũng phải nhín một chút cái thời gian để mình xây dựng cái hạnh phúc. Muốn đầu tư có lãi là phải đầu tư, phải bỏ vốn nha cưng. Yeah. Không có ngồi khơi khơi mà có lời được đâu. Em trải qua mấy mối tình rồi? Hiện tại thì em chưa có mối tình nào. Lý do tại sao? Thời sinh viên thì em chỉ lo học chứ em không có nghĩ đến chuyện yêu đương. Còn bây giờ đi làm á thì môi trường của bên em thì nữ nhiều hơn nam. Còn nếu mà có nam thì một là nhỏ tuổi hơn em, hai là có gia đình hết rồi. Có thể một phần là do em cũng hơi lười đi chơi. Trời ơi, một anh thì hay quên hẹn hò bạn gái, một cô lười đi chơi rồi làm sao? Vậy là chưa nắm tay ai bao giờ hả? Chưa hôn ai bao giờ hả? Chưa. Trời ơi, sao mà thiệt thòi dữ vậy không biết. Sao cười? Cười chủm chỉm cái gì? Nghe cổ 29 tuổi mà chưa có một người bạn trai nào hết, em thấy sao? Em thấy em lời. Lời? Lời gì không? Em được 4-5 lần rồi, bạn ấy chưa được. Em thấy em lời. Em lời, nhưng mà vậy phải trân trọng, phải quý người ta nha. Yeah. Không ăn hiếp người ta nha. Yeah. Yêu thương là phải chân thành nha. Mẫu người mà em mong muốn là người như thế nào? Em vẫn nghĩ là mình luôn mong muốn tìm một người phụ nữ có một cái định kiến trong công việc nó rõ ràng, kiểu như là mình đam mê công việc đó và mình cố gắng theo đuổi công việc đó. Bạn ấy đảm đang chứ. Công dung ngôn hạnh ha, thiêu thùa nấu nướng á, phải không? Chăm sóc con cái gia đình. Mới thương chút là được chị. Mình nghĩ mình có phải là mẫu người như vậy không? Em nghĩ chắc em chỉ đã chắc khoảng 60% thôi à. 60% thôi. Nhưng mà em có phải là một cái người có sự có quyết tâm và có cái lập trường trong cái công việc của mình, trong cái sự nghiệp của mình không? Em muốn như thế rồi em sẽ làm như thế, chứ em sẽ không có thay đổi theo ý kiến gì khác. Về ngoại hình? Là con gái là được rồi chị. Trời ơi, không lẽ tôi mai mối cho ông con trai? Em không có quá nhiều yêu cầu về ngoại hình, tương đối là dễ nhìn được rồi. Răng miệng còn đầy đủ được rồi chị. Dạ. Ok, rồi. Tiêu chuẩn của em như thế nào? Em thích mẫu bạn trai là cao khoảng 1m7. Không gia trưởng, không vũ phu, với lại có chí cầu tiến. Anh này rất cầu tiến rồi đó. Với lại em không thích con trai hút thuốc. Có hút thuốc không em? Chưa bao giờ chị. Chưa bao giờ. Có vũ phu không? Cái đó phải có vợ mình mới biết được chứ không chị? À, có khi đó giờ chưa bao giờ đánh phụ nữ. Em có đánh em gái một lần. Hôm nay em đi ghi hình với ai? Dạ, với em gái em luôn. Đang nhỏ bị đánh á hả? Dạ. Đánh mạnh không? Cũng mạnh đó chị. Đánh ở đâu? Đánh ở đầu đó chị. Lúc đó là em gái em bao nhiêu tuổi? 16 đó chị. Bị tội gì mà bị em đánh vô đầu? Hello cưng. Trời ơi, bị anh trai đánh mà bữa nay đưa anh trai đi kiếm bạn gái luôn hả? Dễ thương quá à. Sao đánh vô đầu không nhỏ vậy? Đó, nó nhỏ nó bướng đó chị. À. Dạ. Là chứ ngoài em gái là chưa bữa nay hết? Dạ, đánh nó lần rồi tới giờ không đánh lại ai. Không đánh lại. Rồi ok. 1, 2, 3, 4 chàng trai. Em hãy nhìn xem 4 chàng trai này ai là anh ấy. Rồi đưa hình của em chị coi. Của em hơi bị nhiều người. Cô ấy là ai? Cho ảnh một cái gợi ý đi em ơi. Hình em đông người quá. Cao trên 16. Có đeo kính. Đây. Để coi. Trời ơi, gợi ý hay quá, có một tấm hình có một mình cổ đeo kính à. Rồi bên đây chọn ra chưa? Đây đúng chị. Đây hả? Ai cho cổ cái gợi ý đi. Em muốn nhận biết anh rất là dễ. Có một câu thôi, đó là mập. Nhìn nè.
kế bên. Em thích người mà bọn có ngoại hình như thế nào? Em chỉ cần cao hơn em thôi chứ mập ốm gì cũng được. Cao hơn và mập ốm gì cũng được. Dạ. Mà tại sao nãy em chỉ vô cái anh đúng không, nhắc vậy? Tại em nghĩ chắc là em thấy bạn nó cao. À, là thấy bạn nó cao. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đón chờ xem. Và bây giờ mở cửa trái tim. Chào em. Sao mình đoán đúng không em? Đúng. Đúng à, lần sau mới đúng nha. Nhờ anh nói mập mới đúng chứ, không là đón anh đúng nhau bấm nhách rồi. À, anh có cái con heo này tặng em. Trời ơi, ông mập rồi ông tặng người ta con heo. Dạ, cảm ơn. À, vậy muốn bạn gái giống heo luôn hả? Học nó giống em chị ạ. Mỗi lần nhìn con heo là nghĩ tới anh là được. À, nhìn con heo là nhớ tới ảnh ha, rất là dễ thương. Và bây giờ thì chương trình sẽ mời hai bạn thưởng thức món cơm kim chi của nhà hàng Mr. Stick. Nhớ có cái điều gì cần trao đổi thì trao đổi hết để chúng ta có một cái quyết định đúng đắn ở cuối chương trình. Xin mời hai bạn, hãy tự nhiên nha. Mà em nói em sống ở Quảng Ngãi hả? Dạ, em là đến từ Quảng Ngãi nhưng mà hiện tại em sinh sống ở đây là được hơn 10 năm rồi. Em ở đây với ai? Dạ, em ở với hai đứa em của em. Ủa, nhà anh là có mấy anh chị em? Nhà anh là có 5 anh chị em. Anh là đứng thứ 3. Em đang công tác ở đâu? Hiện tại em đang làm ở trung tâm y tế quận 3. Anh nghe nói mấy người mà làm bên chỗ đó đó, nhìn đâu cũng thấy di trùng đó. Cũng không đến nỗi vậy đâu anh. Có thể là sẽ kỹ tính hơn trong vấn đề ăn uống thôi à. Thế thì anh rảnh đó, em hay làm cái gì? Em ở nhà em luyện phim. Ồ. Còn anh có làm gì không ạ? Công việc của anh thì nó tốn hơi nhiều thời gian. Rảnh thì chủ yếu ở nhà ngủ. Nghĩa là lâu lâu cũng đi chơi với bạn bè, thăm gia đình. Chứ công việc của anh thì chắc đâu có phân biệt là ngày thường hay là cuối tuần ha. Anh cũng tự kinh doanh á, nên là công việc nó cũng là nó xong rồi thôi, nó không có phân biệt ngày tuần hay ngày tuần. Anh ở Vũng Tàu á, là anh ở khúc nào? Anh ở trong trung tâm thành phố Vũng Tàu luôn. Nếu có dịp mà em đi ngang qua đó thì alo anh mời em cà phê hoặc là ăn hải sản gì đó. Dạ. Hải sản Vũng Tàu là ngon rồi. Chứ anh làm thì còn khoảng thường mấy giờ, từ mấy giờ đến mấy giờ? Cái giờ giấc làm việc của ông thì nó không cố định. Nó bắt đầu tầm 7 giờ sáng. Kết thúc thì nó tùy vào công việc. Thực ra là anh nghĩ là con gái nào mà người ta chấp nhận được cái giống như anh nói là cái thứ tự ưu tiên của anh á, người ta cũng phải vĩ đại lắm á. Chắc cũng hơi khó đúng không? Tại vì thường con gái thì vẫn muốn là mình đi quan tâm mình hơn, đặt mình cao hơn là công việc. Hồi sáng anh đi lên đây nên là chưa ăn gì hết á, đói bụng quá. Em mới ăn được nửa chén cơm mà. Tại cũng trễ giờ, lật chạy, sợ trễ. Trời ơi, ăn nhiệt tình quá. Mập rồi. Trời ơi, ăn bò thôi, ông bút sạch khắp cơm luôn thiệt á. Cơm ngon lắm hả em? Cơm kim chi ngon lắm hả? Được vậy, ngon. À, rồi nãy giờ nói chuyện được nhiều chưa? Hay lo ăn không? Vậy ăn gì nói gì? Quan niệm của em về về tình yêu, về hôn nhân là như thế nào? Theo em nghĩ á, yêu thì phải có sự tin tưởng lẫn nhau. Em có ngại làm dâu không? Dạ không ạ. Em nghĩ sau này nếu kết hôn em có vợ thì kinh tế trong gia đình ai sẽ là người quản lý? Chắc chắn là vợ thôi chị. Trẻ nhưng mà cũng quyết đoán lắm đó nha, suy nghĩ chín chắn lắm đó nha. Ta làm ông chủ đâu phải đùa đâu. Bây giờ chị Tường sẽ có một cái mini game nhỏ nhỏ dành cho hai bạn nha. Trên tay chị Tường là sẽ có những cái câu hỏi. Các bạn hãy bóc một cái yêu cầu trên này và hãy yêu cầu đối phương thực hiện cái điều trong này. Ok? Mời em bóc trước. Bạn hãy hôn tay người đối diện và bạn cảm nhận như thế nào? Rồi. Dính đồ ăn lên tay người ta đi, chùi miệng đi. Chùi đâu chị? Chùi rồi. Rồi, hãy hôn tay cô ấy đi và cảm nhận như thế nào? Sao? Ngon không? Người ta chưa có nắm tay, chưa hôn, chưa có mối tình nào đó nha. Em đang suy nghĩ. Suy nghĩ gì? Xem nó làm sao đó chị. Nó không nói gì chứ, chắc phải làm lại. Rồi làm lại luôn. Hồi nãy chưa có uống nước, thế trong miệng còn mùi cơm không à. Tham quá nha ông. Sao? Cũng chưa thấy gì hết. Tôi quýnh quá cái chết bây giờ. Rung gì ạ? Ai rung? Em.
Em hôn tay người ta mà em rung. Bàn tay của bạn theo kiểu là người phụ nữ cũng chăm làm việc, nó cũng rất là cứng. Tay cứng hả? Đâu được coi. Mềm má. Trời ơi, tay tôi mới cứng nè. Một người phụ nữ chăm làm việc hợp với mẫu người bạn ấy tìm, cho nên bạn ấy tưởng tượng như vậy đó. Làm tôi bối rối quá. Đọc lớn lên. Thử dự đoán đối phương có ghen không cụ thể. Em nghĩ là nếu mà khi mà yêu thì chắc chắn sẽ có ghen rồi. Anh này chắc... Nhìn kỹ ảnh nha. Không phải là ghen nhiều đâu. Cái mức độ ghen nó vừa phải á. Tại sao em lại đoán như vậy? Em cũng không biết nên cảm nhận vậy thôi. Ủa, đoán em đúng không vậy? Nói về ghen thì thật sự là mình thấy bạn mình mà đi với người khác là cũng có chút chút chị. Nhưng mà theo kiểu là mình sẽ hỏi, tức là mình sẽ trao đổi trước khi mà mình quyết định cái việc đó là mình có nên ghen hay không. Ủa, cũng đoán đúng rồi. Ghen mà ghen vừa vừa chứ cũng không phải là ghen quá, đúng không? Dạ. Em, ví dụ em quen với cổ, em có cho cổ đi hẹn hò, gặp gỡ bạn bè, cà phê, cà pháo, tán dóc đồ, nói chuyện chơi với bạn bè không? Chắc chắn là phải có với chị. Bạn khác phớ, khác phái nha. Thế là sao cũng được, nhưng miễn sao là cô ấy chủ động nói cho em biết kiểu như vậy. Chứ còn để mình vô tình mình biết được thì nó lại không hay. Còn em, có cho ảnh đi chơi với bạn mà khác phái không? Đi, nếu mà đi chơi thì cũng được, nhưng mà ví dụ như là cũng phải cho em biết, chứ đừng có để mà để em phát hiện ra thì có thể là em sẽ nghĩ theo cái chiều hướng hơi tiêu cực. Hai bạn tôi thấy cũng là tâm đầu, những người có những cái suy nghĩ hiện đại, không có quá ghen tuông, không quá là khó khăn, nhìn thẳng vào nhau, cười, hãy nói cho nhau biết suy nghĩ thật sự của mình trong lúc này, mình đang cảm nhận điều gì. Em cảm nhận về anh thế nào? Trời ơi, em nói cảm nhận của mình chứ không phải là em hỏi người ta cảm nhận như thế nào. Anh thì anh thấy em cũng rất là hiền, có một chút khó tính á, nhưng mà về cơ bản rất hiền. Cái nữa là cũng khá là nhìn sơ thôi, anh nghĩ em là người con gái chịu khó làm việc, cảm xúc của em là rung. Rung là rung người, trái tim em có sao xuyến, có rung động gì chứ? Dạ có chị ạ. Em thấy cô gái này có thể hợp với em được bao nhiêu phần trăm? Khoảng 75-80%. Nhiều vậy? Vậy em giảm xuống rồi. Trời đất ơi, em không có lập trường như vậy. Em thì em cảm giác bạn trai này thì có chí cầu tiến, thì cũng hợp với cái tiêu chuẩn của em. Cái thứ hai là thấy bạn cũng hiền. Dạ, hết rồi ạ. Hết rồi ạ. Thôi, quyết định của các bạn sẽ được mọi người biết sau 3 tiếng đếm của Cát Tường. Thật sự trái tim ta rung động mới bấm nút. Bấm nút là trao cái duyên của mình đi. Mình đã ế rồi mà lên đây mà bấm nút mà không thật sự rung động nữa là mất cái duyên của mình thêm một lần nữa. Suy nghĩ là thật kỹ cuộc nói chuyện của chúng ta từ nãy đến giờ nhé. Một, hai, ba. Hết thời gian. Chói quá ha, chói mắt quá ha. Nắm tay nhau đi hai bạn. Bây giờ cảm nhận lại là mềm hay cứng nha. Giờ nắm kỹ thấy nó mềm chị. Ăn cơm lau miệng sạch chưa? Sạch rồi chị. Hãy tặng cô ấy một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm ngày đầu tiên gặp gỡ. Và em lưu ý giùm chị Tường, cô gái này chưa bao giờ được hôn nha. Thì em có đồng ý cho anh hôn một cái không? Có đồng ý không nha? Cảm nhận như thế nào? Phê thế gì? Chị Tường mong là bạn phải trân trọng cái mối tình này nha. Hãy cố gắng dành nhiều thời gian để mà quan tâm chăm sóc đến cô ấy. Gửi tặng hai bạn đây là những tấm vé xem phim của hệ thống rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Và đây là một cái voucher của nhà hàng Mr. Stick gửi tặng cho hai bạn, gồm có là hai set cơm bò cay Hàn Quốc và đồ uống cho cặp đôi của hẹn ăn trưa. Hồi nãy hộp cơm ăn chưa hết tiếc nuối đúng không? Chút xíu dẫn nhau ra quán ăn nha. Rồi chúc mừng hai em, nắm tay nhau đừng có buông tay ra, chứ gì đã buông ra rồi. Nắm hoài luôn không có được buông nữa nha. Bạn này cao quá chị ơi. Bạn này cao quá hả? Em muốn cao mà. Nhón lên. Đi nhón đi. Anh nóng được cái tay này. Nó phải co vậy. Cố gắng nha. Dễ thương lắm đó. Thưa quý vị, Tường rất là vui vì ngày hôm nay đã thành công rồi quý vị ạ. Và Tường có cái cảm giác rằng cặp đôi này rất là xứng đôi với nhau. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi để xem bao giờ thì họ sẽ báo tin vui cho chương trình nhé. Quý vị nhớ đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, phiên bản đặc biệt hẹn ăn trưa vào khung giờ rất là quen thuộc 10 giờ thứ 3, thứ 5, thứ 6 và thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và trang fanpage của Bạn Muốn Hẹn Hò, nhớ ấn subscribe, theo dõi kênh và ủng hộ cho chương trình quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.